Hay. Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục chia sẻ lát gạch nền nha cô chú anh chị. Thì lát gạch nền này thì mình đang sử dụng gạch là 60 x 60 nha. Thì gạch 6 tấc vuông ngang cô chú các bạn. Thì cái gạch này là gạch loại đá toàn phần bóng kính. Thì hôm nay mình sử dụng cũng là một cái bằng máng kéo găng cưa sử dụng cho lót gạch 60 nhân 60. Thì mình cũng chia sẻ cho anh em biết luôn, thì mình đang kéo đây là hồ hồ dầu nhưng mà có pha cát ngang của chú anh chị các bạn, thì hồ xi măng khác chứ không có pha keo nha. Thì ở đây là mình chỉ sử dụng là cát. Thì cát thì nó mình pha cái tỷ lệ là một xu bê hồ như vậy thì khoảng chừng 2 lan cát ngang cô chú anh chị. Thì mình cái nền này thì nó cũng vệ sinh, tưới cũng có độ ẩm thì mình mới sử dụng được nha. Thì cái nền này mình cán ngày trước qua ngày sau thì mình tưới nước lên rồi nó có độ ẩm thì mình cứ sử dụng cái máng kéo găng cưa này rất là tiện lợi luôn. Thì do cái nền mà nếu mình còn ướt á thì kéo hồ nó sẽ chạy theo nha. Còn mình để nó ráo nó khô rồi thì mình sẽ kéo cái đường máng căng cưa rất là đẹp, là đều. Thì mình đã lát cái gạch 60 này lên rất là chuẩn luôn nha cô chú anh chị. Thì cái gạch 60 này thì nó cũng chuẩn. Mình kéo máng găng cưa thì mình lót khoảng lại còn khoảng chừng là 3 ly hồ nha cô chú. Thì 3 ly mình nếu mình lót cao hơn nữa thì mình sẽ quậy hồ đặc chút xíu nha. Thì mình sẽ lót lên có thể là được 5 ly nha cô chú anh chị. Thì mình đang lát cái này là lót nền trong phòng. Thì mình chia sẻ cái cách thức để mình kéo máng găng cưa nè, rồi cách pha xi măng và cách lót luôn nha. Thì ở đây mình không có sử dụng máy laser luôn nha cô chú anh chị. Thì mình bóp vuông, nó chỉ vuông xong rồi mình là kéo mình lót thôi. Mình lấy cái độ bằng cái của cái nền của mình đó, nó chuẩn rồi thì mình kéo cái máng kéo găng cưa này thì mình sẽ lót gạch nó rất là chuẩn luôn nha. Thì mình không có xài laser đó. Thì mình lót có mấy clip trước đó, thì mình lót ở đằng trước phòng khách đó, phòng khách phòng rộng mình phải sử dụng laser nha. Còn ở trong cái phòng ngủ này thì cũng không quan trọng cho mấy nên mình không chỉ sử dụng laser, là tại vì do là cái nền mình đã cán nó rất là đều rồi thì cái máng găng cưa này nó có cái độ hồ cũng rất là đều luôn. Thì anh em nào có mà sử dụng máng găng cưa này thì sẽ biết cái hiệu quả của nó nha các bạn làm bên xây dựng nha. Cô chú anh chị nào mà quan tâm theo dõi cái clip của mình đang làm á thì mình cũng cảm ơn rất là nhiều. Thì chia sẻ như thế này để cho cô chú anh chị nào ai có các cái nhà thì mình muốn được cái nền mình chắc chắn thì xem cái clip của mình nha. Thì mình chỉ hướng dẫn rồi rất là tận tình. Thì hồ đó thì pha thì tỷ lệ nó như hồi nãy mình nói đó. Thì cô chú anh chị nào có xem và các bạn làm bên xây dựng đó, mới vào nghề thì coi theo cái cách thức của mình làm. Còn những anh em nào mà đã cứng tay nghề có làm qua rồi thì xem video ủng hộ mình, có gì góp ý kiến thêm cái phần bên dưới thì bên phần một bình luận cho mình biết để học hỏi thêm kinh nghiệm ngang các bạn. Rồi thì mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn xem công việc mình làm hôm nay nha. Rồi, thấy công việc mình làm video mình có hay hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ chia sẻ và cho mình một like nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi mời cô chú anh chị các bạn là xem tiếp mình làm nha. Thank you.
Rồi, video của mình đã chia sẻ về cách thiết để khoa keo và lót nền sử dụng bay bắn kéo răng cưa. Thì mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị đợi clip tiếp theo nha. Rồi, ok, bye bye.